Dạ Vũ, xin chào anh em YouTube nha. Hôm nay bình xăng con thì mới về được 7 cái bình xăng con đó. Thì mình sẽ quay đưa lên test bê tông cho anh em xem nè. Bình này đẹp dưới ta, bình này đẹp ok nè, mà anh mình quá đẹp luôn anh em ơi. Bình này game 125 hàng tháo xe nha. Nói chung là ốc tán đã có tháo ra nè, có dấu tháo trơn rồi đó. Tại vì đã tháo ra, đã canh chỉnh vệ sinh. Tại nói chung là bình cũ á thì phải như vậy thôi. Còn anh em mua bình mà chưa chạm á, ốc mà chưa tháo á, thì 1.2 triệu đến 1.4 triệu là cũng có đồ tháo xe đó. Nhưng mà bên đây thì hết rồi. Còn mà anh em mua nguyên combo á, combo là bình xăng, co cổ, boe thì 2 triệu mấy là đồ 21 á, 21 hoặc đồ 20 á. Nguyên combo nó là nó chưa thấy, nói chung là mấy xe chạy lướt á. Cái đây là để tháo ra cho anh em coi bít tông của cái bình rim 125 này nha. Cái nước nhôm Atimon của nó, cái bình nó còn nhẹ hèo à. Rồi cái bình này, mấy cái này còn đẹp quá. Nó nhẹ hèo ha. Nè, anh em coi bình đẹp quá. Hỏng gió rồi nè ha. Nó ố ít xẹo ha. Rồi chơi ra bít tông nè, ngon hay ghê ha. Chỗ này nó có trắng miếng nhưng mà nó chưa có liếm. Nó trắng là nó mới có chốc cái phần nước sơn màu đen. Chừng nào nó khuyết vô thạch là nó mới gọi là liếm. Tại nó bên ngoài là có một lớp sứ nước sơn màu đen đó. Nó tông ngon quá. Trắng miếng là không quan trọng gì chứ. Nè anh em coi cái bình mới chát trong này ha. Cái bát này em qua. Bên này bình số 1 nha. Hôm nay sẽ được 7 bình số 1 800.000 cho anh em chọn số nha. Thì cái số điện thoại là sẽ để trên màn hình. Số điện thoại là 096 222 4727. Đó thì anh em mua bình xăng thì cái việc liên hệ số điện thoại của anh Hưng nha. Dỗ bán quanh cái khác, tại chia số điện thoại ra làm cho nó dễ. Cái bình này là bình qua anh pha bụng 110, qua anh pha bụng 110. Cái này chắc cơ đời 27, 28 gì quá. Thì nó không có dây le nghe, nó sẽ là cái le dưới. Nó không có cái dây le, le dưới nha anh em. Nó hỏng le đầu đẹp nè ha. Anh em coi kỹ ra, mình quay rõ chính xác. Đây là bình số 2, 500.000 nghe cộng ship. Thì anh em nào biết chuyển tiền thì bao ship luôn. Còn anh em nào không biết chuyển tiền thì mấy anh trả tiền ship nha. Nói chung là vậy đó, cho dễ buôn bán. Thì ai sợ lừa gạt lừa đảo gì đó thì cứ việc cho giờ tới nhà rồi mình trả tiền ship dùm. Nói chung tất cả các bình ở đây đều có tháo ra hết nha. Đã có tháo ra, đã có canh chỉnh, đã có cho thợ xúc rửa canh chỉnh lên xe nổ máy thử test thử hết rồi. Thì bán là bao xài anh em. Anh em nhớ thứ nhất là giờ cho thợ gắn lên chạy, chứ đừng có gắn ở nhà. Nhớ cái lời của mình dặn ha. Nhớ cho thợ gắn lên chứ đừng có gắn ở nhà. Đó. Tại đôi khi rồi không có mấy anh kia, anh không biết gắn ở nhà nó cái gòn nạnh không biết gắn vô nữa. Rồi nó bị xì. Nó hơi nó đâu kính đâu, găm ti đâu có được đâu, rồi chỉnh ba con ốc này nó đâu có ăn thua gì đâu. Như vậy là không có được, mình đem cho thợ người ta còn chỉnh xăng, chỉnh le, chỉnh gió gì nữa, ta xả xăng dư gì tùm lum tùm la. Thì em bán là bao xài, chừng nào mà xài không được hả đổi lại nghe. Còn mà mình chưa có gì trơn rồi mình mà đổi lại này, nói chung là nó hai ba bên buồn, không có được vui. Đây là trái cây bít tông nha. Đó, có cái bình này là cái bình GS. Bình GS 5NB. Thì ở nhà anh em nào có cái bình GS, anh em coi cái mã 5NB này ha. Đúng GS nha. Đó, trái bên ga bít tông nhỏ xíu à, anh em chả ít hao xăng lắm. Để gió nè, đẹp. Đó, bình này bình số 3, 450.000 nha. 450.000. Chuyển khoản được thì bao ship luôn, còn không chuyển khoản thì ship cốt về nhà mấy anh trả tiền ship nha. Bán tại đây giá 450. Trái gà bê tông không liếm chút xíu nào luôn nha, không có chốc nước sơn luôn. Rồi, vậy đi là cái bình này cho qua nha. Mấy bình nhỏ trăm á, cái cổ này nó nhỏ lắm, xài tốt lắm, nó ít hao. Thao rẻ tiền mau lành bệnh ha. Rồi tiếp theo là cái bình số 4.
Đây là cái bình ghim 125 nè, ghim 125 nó sẽ đóng là chữ F1, còn chữ AB vậy là mình không cần biết. Còn mình biết cái số mà chữ B bên trong chữ cái hình vuông á, xăm kim là cái đời cao vậy thôi. Thì cái này nó đóng số cái này bình này là 2019. Trời ơi cái này gió đẹp rồi. Cái bên ngoài là nó anh em thấy nó đang đen móc móc vậy đó, cái đó là cái nước nhôm Atimon. Nó sẽ nhẹ hơn cái bình của GS Việt Nam mà nó nhẹ lắm, nó nhẹ hèo à. Đó là bình 125 nó vậy đó. Bình số 4 giá 800.000. Cái đó chữ G này là đã vệ sinh rồi á. Cái ông thợ ông vệ sinh rồi, ông vệ sinh xong á, ông canh chỉnh hết trơn cái ông đã chữ G vô á. Nè cái bình nào nó cũng bị chốc nước sơn nha. Cái này là phần mới chốc nước sơn, này chỗ này cũng chốc nước sơn nữa nè. Nè, nó tại vì đầu nó giống như là mà hơi vàng vàng vậy phải không? Hơi vàng vàng này nè, người ta sơn thêm mấy lớp sơn màu đen. Đó, xài thời gian á nó sẽ chốc nước sơn màu đen. Cái này là mới trắng thôi, còn mới liếm nè, anh em dòng góc này là không liếm nữa nha. Đó, bao đúng bê tông zin đầu 160 luôn đàng hoàng nha. Nó mà liếm chỗ này nó sẽ mắc trên góc gọi là liếm. Là bình rất là đẹp, anh em coi cái họng bên trong nè ha. Mấy cái này còn đẹp trơn nè, khóa nè. Thấy không? Giá 800.000 cộng ship nha. Nói chung đợt này cũng lựa bình đẹp á. Chuyển khoản này bao ship luôn. Còn không biết thì không biết chuyển khoản này ship cho tới nhà, mình chở tiền ship. Ở trong găm ti được, phải bịch cái này cho kín nè. Nè cái này đưa miếng gòn vô. Bịch cái này vô cho kính nè, là găm ti nó sẽ đạt liền, còn chống hơi găm ti đâu đạt. Rồi bình ghim 125 hàng tháo xe đời 2019, 800.000 cộng ship nha. Cái này 800 chứ không phải số 6. Tiếp theo là bình số 5. Bình số 5 cũng là bình ghim 125. Bình ghim 125 nè, F1A nè không. Đó nè, anh em còn mấy ốc nè, còn mấy chát nha, không gió không nè. Coi cái này xong lên đó. 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 Ok chưa, cái này sao nó hay bị xima chao quá, tại vì cái bình mấy xe Nhật ít khi nào kéo le á. Đó, hai ba cái được đó, ok hết rồi ha, ok được rồi đó. Nước nhôm Atimon rất là đẹp luôn nè. Đầu ga ở chỗ khác nè, mấy cái thường mấy cái bình 300-400 ngàn anh em giờ nó nằm dục luôn xài. Mấy chỗ khác cũng có bình 300, ghim 125 cũng có giá đó nữa. Cái này là chưa có liếm nha, chốc nước sơn nè. Đó, cái nào liếm mình thì nó liếm, cái nào chốc nước sơn nha, nó chốc nước sơn nè, nó chứ gian cái trái kia không. Tại cái đặc thù của nó là vậy rồi, đặc thù ghim 125 là vậy rồi. Số 5 800.000 nha, cộng tiền ship, chuyển khoản bao ship. Rồi số 6 800 luôn, bình ghim 125. Cái này cũng 2019 nữa nha. Nè mấy cái này còn đẹp ghê không? Chắc à. Nè có nước nhôm nè. Mới, bình này mới lắm. Nè cái này nè, mới nữa. Rồi cái bình số 6 800.000. Cho anh em coi cái ga bê tông luôn. Đen hơn, không chốc, không chốc nước sơn này, chốc ít hơn cái kia ha. Nè. Bút lông mà cũng còn nữa nè. Bút lông nó còn 3x nè ha. Mình biết cái bình nó đẹp là nút bút lông còn cái chân. Có tháo ra vệ sinh canh chỉnh gọi chân đó anh em về mà nói mà cái điện mắng vốn nói sao mà bình tháo đít, trời ơi chưa hết đít thì anh em đi mua đi, bên mình bán cho 1.400.000 một cái. Rồi 2021 nó chưa tháo đít. Quan trọng về chuyện tháo đít trong đít anh em ơi, gắn lên xe xài ok là được rồi. Mình mua đồ cũ mà. Còn mà anh em đi ra chợ đây mua cái đồ mới luôn, trong hãng bán luôn nhưng mà nó vẫn xài không có ngon.
thấy ngon nói gì. Rồi bình số 6 800 ngàn cho qua nha. Rồi bình số 7 800 ngàn. Lê gió đẹp nha. Mấy cái phần này còn sáng trơn nè, mấy cái này là đẹp trơn nè ha. Số 8 800 ngàn. 2019 luôn á. Tại sao biết sao 2019 không? Không mà có cái đó thôi, tự chiêu giấu đi để mấy cái anh chung nghề anh phá mình lắm. Trời cháu gạo tông đẹp quá trời luôn. Chứ có lần gì trắng được cái ánh sáng đèn led, Này cháu này cái này là nó bị chóc nước sơn nha, nó chua nha, nó chua lếm nha. Nè. Trời ơi đẹp quá trời ha. Hai con 19 này đến đây 21 chạy 3 năm ăn nhầm gì mấy cái bình xăng này. Mấy cái này ở bên người Campuchia người ta bằng thịt dữ lắm, xe cộ là bằng thịt, đa số bán đồ món không bằng ngộ lắm, không phải như Việt Nam mình, đa số luôn bán gì Việt Nam bằng thịt gã ra đang bán. Rồi gì đi anh em ơi, thì hôm nay Vũ được bao nhiêu bình xăng để phục vụ cho anh em nha. Đó thì anh em nào thấy được thì alo, chỉ có 7 cái bình xăng thôi. Alo số điện thoại đó trên màn hình là số điện thoại của anh Hân. Đó là 096 222 4727 nha. Rồi xin chào anh em, hẹn anh em clip khác.